Gian lận thi cử ở Hòa Bình, công an triệu tập thêm 5 cán bộ. Cơ quan điều tra công an tỉnh Hòa Bình vừa triệu tập 5 cán bộ liên quan đến vụ gian lận điểm thi, trong đó có 4 cán bộ trong tổ chấm thi. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Đức Lương cho biết, những người được cơ quan công an mời đến có tên liên quan đến vụ thi cử năm nay, còn ai vi phạm gì, cụ thể thế nào thì đến giờ này ông chưa được biết. Trong 5 cán bộ bị triệu tập lên cơ quan công an làm việc thì có 4 người trong tổ chấm thi trắc nghiệm. Danh tính của 5 cán bộ bị triệu tập gồm ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình, tổ trưởng tổ chấm thi. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lạc Thủy, ủy viên tổ chấm thi. Ông Nguyễn Khắc Tuấn, cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình, ủy viên. Ông Đào Ngọc Thuật, giáo viên trường Trung học phổ thông Mường Bi, ủy viên. Ông Nguyễn Tân Hưng, giáo viên trường Trung học phổ thông Đại Đồng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ông Hưng không có tên trong danh sách những người chấm thi. Theo ông Lương, ông Hưng được tăng cường biệt phái từ trường Trung học phổ thông Đại Đồng về phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình để làm việc. Riêng ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục được mời đến cơ quan an ninh để bàn giao tài liệu, máy tính của phòng khảo thí cho cơ quan này điều tra.